야, 너 뭐해? 너 NG야! 야, 이거 NG 여기! 빨리! 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 오케이! 하, NG! 정정을 cắt kiểu gì mà nhanh như chưa? Chơi cả năm. Nó to là cắt như sao? Thế thì nó là khoảng một bé. Thế là phải kiểu. Cắt cắt hết đi. Không phải, cứ cắt như vậy. Lấy dao này về cuốn cơm này. Cơm bắp. Angie. Angie. Không phải. Con cái này. Không phải mua rau đâu em ơi. Không phải mua rau đâu. 5 giờ rồi. Này, này, này. Rau kia, rau kia. Ở đâu? Cô Dũng. Em đi. Chị cảm ơn chị nhá. Này lấy anh ơi, lấy ít thôi. Ông bảo đi uống trà đá, vừa đưa cho 2.000 được cốc trà đá rồi. Anh cũng đi uống đâu, anh có rau anh về ăn rau. Cho sạch, cho sạch. Thế ngồi chờ nữa anh. Thơm em có sọt rồi bỏ rồi bỏ. Trong cái thùng rồi. Cái này mà cũng thành cua rồi. Cái này hái ngon này không hả? À không. Bảo nó hái cái này này. Ủa, cái này ăn ngon lắm. Nấu ớt ăn ngon đấy. À, tôi đập chết tao. Mấy tháng rồi đập đi. Nấu ớt ăn ngon. Ơ, còn cây chanh à? Hay cam? Đủ cả, ta trồng thiếu cái gì hết. Chanh đâu? Cây chanh kìa. Ờ, thiếu mỗi lá lốt thôi. Rau thơm nữa à? Trời ơi, còn nhiều đây là hái rồi. Rồi. Rau sạch đấy. Chú ơi, chú về chưa chú? Còn đây đang đợi chú ở đây. Ôi. Tuột rồi. Mày dập tỏi ra sao? Sao? Cái rau xà lách kia có làm tí thịt băm, chưng cà chua lên. À. Là chuẩn nhất. Nhưng mà chia em xào thì em lấy hết nhá. Không, cái rau xà lách kia. Tao còn thời gian đâu mà tỉa cho mày á. Chưng cà chua lên chấm vào. Rồi thế chị một mình ăn tí thôi nhá. Em hai mình. Chờ ai á? Ra nhìn móc. Lấy nhiều đấy, lấy nhiều đấy. Đây, lấy rau này nữa. Đây chị đấy. Em ăn ít.
Mafia ha. Đấy. Đây này. Dữ chưa? To này được không ạ? Quá. Quá. Về nhà các em nhỉ? Cái này là môi trường mấy tháng thôi. Lắm.